Đây, xin chào quý vị, đây là dàn bonsai trong nhà, trong triển lãm bonsai Đầm Chảnh. Cái này của anh Hiếu Long Vận Thường Tín này. Trước ở tại vườn triển lãm bonsai Đầm Chảnh thì em đã quay mọi người ngắm khi cũng còn rằm, từ một lá xuống rằm. Cái quê của anh Hiếu. Những cái chậu tàu uốn cong này rất đẹp đấy quý vị nhá, và rất giá trị đấy ạ. Cái xanh của anh Ngọc Sơn, Ngô Ngọc Sơn rất đẹp. Người già đỏ ao. Em nghĩ là xanh quê quý vị ạ. Ngọc Sơn, cái sành của anh Sơn Ô Tô, cuối sở anh Đỗ Thế Hiển tạo ra chính cho chú Sơn nha mọi người nhá. Xoài rất đẹp. Cái xanh cổ này của anh Minh Dưỡng. Trước em đã quay cái này ở triển lãm Bắc Ninh, mọi người đã thấy rồi nhá. Cây này giá tiền tỷ nhá mọi người nhá. Xanh cái cổ của anh Tiến Đức. Xanh của anh Tâm Phù Vân. Xì rất quý của anh Sáng Nguyên Đốc. Nội thất ra anh rất quý em quý vị. Tác phẩm Hạnh Phúc. Cũng sở hữu cây này thì hạnh phúc thật. Cái xanh của anh Cường Trang Nam Định. Đầu tiên là khởi điểm từ anh Hà Y Tế. Bán thì và bây giờ nó lên tiền tỷ rồi. Suối của anh Tùng Bóng, một nét làm dạng rất lạ độc đáo nha mọi người. Anh hello, chào em Sơn. Chào anh. Kênh của Sơn là gì nhỉ Sơn nhỉ? Em là Sơn Nguyễn Bonsai. Dạ vâng. Cây xanh nhá. Dạ em cảm ơn anh. Cây xanh quê của anh Long Bùi. Xếp mạnh. Đây là xếp video bonsai và mạnh bonsai. Cây xanh quê của anh Long Bùi Vinh. Rất đẹp. Cây dù. Thật sự cây dù rất khủng. Cho anh ạ. Dạ. Bán đi rồi hoàn thiện đi rồi. Là
này là cái con mà em một lần phóng ra rồi. Xanh quê của anh Sơn Tô. Con kia nữa. Đây. Con kia là dạ. Con kia là con này. Rất đẹp. Thật sự xanh quê rất quý ạ. Đạt giải phong cách tại triển lãm châu Á tại Bình Dương nha mọi người nhé. Lượng người xem rất đông. Xì của anh Dũng kẹo luôn, bộ ba cây xì rất giả. Cái xanh của anh Nguyễn Tiến Đức này giá rất hay. Cái xanh song thụ của chú Mai Đình Loan xanh quê quá kinh khủng. Chứ không phải xanh quê, nó cũng xanh cổ thôi. Em nhầm xanh quê các bạn, thông cảm nhé. Nhìn da này khó phân biệt quá. Quá độc đáo. Hàn nghe hết cả chợ. Em chào anh ạ. Hàn nghe hết cả chợ. Kinh. Dàn dòng kinh khủng. Sì. Xem hóa rồng của anh Đồng Xuân Hòa Hải Dương. Toàn thân chạy đá cổ. Xanh quê của anh Hai Lúa. Xanh nhâm điền của anh Đồng Xuân Hòa chủ nhân. Ngày mai chưa thử. Xì với anh Thế Khánh. Giảm đẹp ghê quý vị ạ. Thực sự một triển lãm quá đẳng cấp, quy mô rất đẹp. Đây để con nhà Trọng Hiếu Hải Dương. Thật sự cuộc triển lãm là một quy mô lần đầu tiên tổ chức bài bản và đẹp của các chú các anh trong câu lạc bộ bonsai Đầm Trành. Thật sự quá đẳng cấp, tự hào quá. Sẽ có nhiều cuộc triển lãm như vậy thì cái tầm bonsai sẽ được nâng lên rất cao đấy ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.